Hi, xin chào các bạn đã trở lại với Kaylee Sweet Home. Hôm nay mình mới nhận được một món quà từ chính phủ, cho nên là mình muốn giới thiệu với các bạn một chút xíu về món quà của mình. Mà các bạn cùng theo dõi nha. Thì đây là hai món quà của mình nhận được từ chính phủ Singapore. Đó là một áo thun và một huy kỷ niệm chương, huy chương á. Thì mình sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn về cái này và tại sao lại được nhận cái món này nha. Nè các bạn xem, đây là cái huy chương của mình mà mình được nhận. Trên đây có ghi là National Day Run 2020. Có cờ Singapore trên này. SG55 Virtual Run. Các bạn đeo như vậy. Siêu đẹp. Và cái thứ hai là cái áo. Đây là cái áo thể thao. Và mình lấy size XS là size nhỏ nhất. Mà cũng to quá trời luôn. Nhỏ nhất mà to quá to luôn. Đây các bạn nhìn thấy. Trên áo thì cũng ghi là National Day Run 2020. Mình sẽ mặc vô coi có vừa hay không nha. Vừa y luôn mọi người. Có điều thì nó hơi dài tí thôi, nhưng mình thấy là nếu áo thể thao thì như vậy là vừa rồi. Và mình sẽ giới thiệu tại sao mình lại nhận được hai món quà này nha. Vì cái chương trình này, các bạn cũng thấy là National Day, là cái chương trình này là cái chương trình tham gia chạy bộ của chính phủ mà mình vừa tham gia hồi tháng 8. Đây là chương trình kỷ niệm lần sinh nhật thứ 55 của Singapore. Thì mình đã đăng ký cái chương trình này từ hồi trước tháng 8 rồi. Và mình chạy thì người ta yêu cầu mình á là mình chạy phải là 5,5 cây. Mình chạy và đi bộ cộng chung với nhau. Nếu như bạn có khả năng chạy không á thì bạn có thể tự chạy. Và nếu như bạn chạy không nổi á thì bạn có thể đi bộ cũng được. Miễn sao là bạn được đạt được cái mốc là 5,5 cây này. Đó. Và cái cách mà mình submit cái kết quả chạy của mình á cho chính phủ là như thế nào? Thì khi mà bạn tham gia thì bạn tham gia online trên website của chính phủ. Sau đó bạn có thể submit cái kết quả chạy của bạn á là bằng điện thoại, hoặc là bạn nào mà có mấy cái đồng hồ thông minh như là Apple Watch hay là Fitbit hay là Samsung á thì nó sẽ record ghi lại cái cây số chạy của bạn. Sau đó thì bạn submit cho cái website đó. Rồi khi mà họ nhận được á thì họ sẽ email cho bạn là họ đã nhận được cái kết quả của bạn rồi. Và sau một tháng thì bây hồi tuần rồi thì mình nhận được cái email từ chính phủ là báo là mình đã đạt được cái cây số như người ta mong muốn và mình có món quà này. Thì người ta thông báo cho mình nè địa điểm tới lấy là ở đâu, rồi ngày nào, mấy giờ. Và khi đi á thì mình sẽ mang theo ID là chứng minh nhân dân hoặc là số điện thoại, thì bạn tới đó thì bạn đọc số điện thoại cho người ta cũng được. Thì hồi nãy mình mới lấy về mà rất là đẹp luôn mấy bạn. Mình rất thích. Mình thích nhất là cái huy chương này. Rất là có kỷ niệm luôn. Giống như là một cái chương trình. Không phải là mình vì cái món quà này không, mà là chính phủ ra chương trình rất là hay. Cũng mong muốn người dân là nên là rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, là bằng việc chạy bộ hoặc là đi bộ, hoặc là bất cứ cái môn thể thao nào bạn yêu thích thì bạn nên là keep going, là bạn nên là tiếp tục giữ cái mức thể thao của bạn như vậy để mà sức khỏe của bạn được tốt hơn á, tránh được nhiều bệnh lắm.
Thì ở đây á, mình muốn chia sẻ là người dân Singapore người ta rất là yêu thể thao, đặc biệt là chạy bộ là cái môn mà mình thấy là người ta tham gia nhiều lắm. Chiều nào hay là sáng nào thì mình cũng thấy người ta chạy bộ rất là nhiều ngoài đường. Và người ta siêng lắm. Có những cụ già mình thấy là 60 mấy 70 tuổi rồi nhưng mà người ta chạy không có nổi á, thì người ta cũng đi chậm lắm. Người ta cũng ráng đi vài cây số hoặc là vài vòng nhỏ thôi rồi người ta vô cũng là có thể dục. Thì mình rất thích cái chương trình của chính phủ và cái chương trình chạy bộ này. Và đúng ngay cái dịp sinh nhật của Singapore thì mình tham gia cái chương trình đúng ngay dịp này á, thì mình được cái huy chương này National Day. Thì mình rất là thích, mình rất là tự hào luôn. Và đây là cái huy chương đầu tiên mà mình tham gia cái chương trình chạy này. Và mình mới vừa đăng ký thêm cái chương trình chạy nữa là dành cho Chinese New Year, là Tết âm lịch sắp tới. Họ có sợ chết cho mình là mình có tham gia hay không. Thì mình đã thấy cái thông báo đó rồi và mình sẽ tiếp tục tham gia. Mọi người thấy thích cái này không? Màu đỏ rất là đẹp ha. Và ở trên cái kỷ niệm chuông này á, nó ghi là Community Sport Club. Đây là cái câu lạc bộ cộng đồng của chính phủ. Thật ra thì có rất nhiều câu lạc bộ thì cũng kêu mình tham gia chạy như vậy nè. Nhưng mà mình thích tham gia những cái chương trình từ chính phủ hơn. Vì mình thấy là tham gia những cái chương trình lớn á, thì mình sẽ học hỏi nhiều hơn. Và mình nói chung là mình cải thiện được bản thân mình rất là nhiều. Nói chung là họ giáo dục con người qua những cái chương trình rất là hay. Như chương trình này thì mọi người lúc nào cũng yêu thể thao hết. Mọi người cũng cố gắng dành thời gian một chút xíu để mà vận động cơ thể, đi bộ, chạy bộ. Và bạn biết không, có nhiều chương trình á, là không phải đòi mình là 5 cây rưỡi đâu, mà có thể ít hơn 2 cây, 3 cây tùy vào khả năng của mình. Mà không phải là một ngày, mà thí dụ như là bạn có thể chạy nhiều ngày, bạn cộng lại cái điện thoại của bạn á, hoặc là cái đồng hồ của bạn á, nó cộng lại bạn đạt được 5 cây rưỡi là ok, là bạn submit cái kết quả bạn lên website. Tại vì cái lúc bạn đăng ký là bạn cũng đăng ký online cho website, họ tên, ID, chứng minh nhân dân như thế nào. Rồi bạn đăng ký là bạn chạy 5 cây rưỡi như này, bạn chọn vào, bạn tích vào, thì người ta ghi nhận là bạn đăng ký cái thể loại chạy như vậy, và cái phần thưởng bạn đạt được là như vậy đó. Thì nói chung là hôm nay mình nhận được cái này thì mình vui lắm, và mình muốn khoe với mọi người chút xíu về cái này. Và mình muốn tham gia nhiều cái chương trình chạy bộ hơn để nâng cao sức khỏe hơn, và cũng có những cái món quà như vậy thì mình để làm kỷ niệm rất là vui, và cũng là những cái trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của mình. National Day, các bạn thấy không, trên dây thì cũng ghi National Day 2020, là ngày kiểu như là ngày quốc khánh á, của Việt Nam mình là ngày 2 tháng 9. Bên này là tháng 8, 9 tháng 8. Rất là đẹp luôn mấy bạn. Có những cái biểu tượng chạy bộ và cờ của đất nước Singapore. Mình rất thích luôn. Thì hôm nay á, video của mình thì chỉ muốn giới thiệu cho mọi người về món quà mà mình mới nhận được từ chính phủ thôi. Rất cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Thì tiếp tục mình sẽ tham gia thêm nhiều cái chương trình chạy bộ khác, và sẽ chắc chắn là sẽ có những phần quà tiếp theo rồi. Và mình sẽ làm nhiều video hơn để chia sẻ với mọi người về thành tích mà mình đạt được nha. Và hy vọng mọi người thích video này. Và đừng quên like và đăng ký kênh để có thể nhận được nhiều video mới của mình hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!